Chương thứ hai, chánh thể của đại đạo. Đại đạo tuy có cái bổn thể bình đẳng, nghĩa là tất cả bổn đạo đối đãi nhau với tình anh em một cha, song phải có chánh thể. Chánh thể là gì? Là cách tổ chức đặng hành đạo cho có trật tự. Đức Chí Tôn đã dạy: nay thầy nhất định chính mình thầy đến độ rỗi các con, chẳng giao chánh giáo cho tai phàm nữa, nhưng buộc phải lập chánh thể có lớn nhỏ, đặng dễ cho các con dìu dắt lẫn nhau, anh trước em sau mà đến nơi bồng đạo. Hội thánh. Theo chánh thể của Đức Chí Tôn đã ấn định trong pháp chánh truyền, đại đạo đại diện bởi một đoàn thể gọi là hội thánh. Hội thánh là một nhóm lương sanh của Đức Chí Tôn tuyển hiệp làm một. Đức Chí Tôn đã dùng quyền thiêng liêng dạy dỗ, trước ung đúc nơi lòng một khiếu từ bi, cho tâm địa có tình ái vật u sanh để làm lợi khí phàm tục mà độ rỗi người phàm tục. Đức Chí Tôn đã dùng quyền diệu cơ bút dạy dỗ từng người cho có tư cách đứng ra hành đạo. Hội thánh có hai phần tại thế. Một, phần hữu hình là củ trùng đài thuộc đời, tức là xác của đạo. Hai, phần bán hữu hình là hiệp thiên đài, nửa đời nửa đạo, tức là chân thần của đạo. Về vô vi, có bát quái đài thuộc đạo, tức là hồn của đạo vậy. Xác nhờ chân thần mà liên lạc với hồn, thì củ trùng đài cũng nhờ hiệp thiên đài mà thông công với bát quái đài. Ba đài cần phải có đủ thì đạo mới được toàn thể. Trên ba đài ấy còn có một đài tuyệt cao là đài ngự của Đức Chí Tôn cầm quyền trưởng đạo. Đài cao ấy gọi theo Hán văn là Cao Đài, mà Đức Chí Tôn dùng làm thánh danh trong buổi tam kỳ phổ độ. Một, củ trùng đài. Củ trùng đài là tòa ngự của chức sắc thiên phong, đối hàm với chư thần thánh tiên Phật. Củ trùng đài là hình trạng của củ trùng thiên, củ phẩm thần tiên dưng mạng lệnh cầm quyền trị thế, thì củ trùng đài cũng dưng mạng lệnh cầm quyền quản trị đạo nơi tay. Tất cả chân linh trong càn khôn thế giới phải vào củ trùng đài đặng đoạt giả trạng sắp đặt nơi ấy, mới mong lập thiên vị mình. Chẳng vào cửa đạo hiệp với củ trùng đài thì chẳng đi đường nào khác mà vào củ trùng thiên cho đặng. Củ trùng đài do giáo tông trưởng quản, dưới quyền có 3 trưởng pháp, 3 đầu sư, 36 phối sư. Trong số này có 3 chánh phối sư, 72 giáo sư và 3000 giáo hữu. Tỷ số này chiếu theo thiên thơ phải có nhất Phật tam tiên, tam thập lục thánh, thất thập nhị hiền, tam thiên đồ đệ, trưởng quản cơ quy, tam giáo ngũ chi, hiệp nhất. Từ trưởng pháp đổ xuống, chức sắc của trùng đài chia làm 3 phái là: một, phái thái về Phật giáo mặc thiên phục màu vàng; hai, phái thượng về tiên giáo mặc thiên phục màu xanh; 3. Phái ngọc về khổng giáo mặc thiên phục màu đỏ. Chức sắc nữ phái chỉ tới bậc đầu sư. Chức sắc nữ phái mặc thiên phục còn màu trắng và không chia làm 3 phái như bên nam. Chức sắc nữ phái vốn có quyền tương đương với đồng đẳng nam phái, song dưới quyền trưởng quản của giáo tông. Lễ sanh nam và nữ là hạng chức sắc để lo việc lễ chưa đứng vào hội thánh. Nhiệm vụ của chức sắc của trùng đài đều quy định trong pháp chánh truyền và tân luật. 2. Hiệp thiên đài. Hiệp thiên đài là nơi chuyên về đạo pháp, bảo hộ luật đời và luật đạo. Hiệp thiên đài nắm luật lệ như ngọc hư cung nắm thiên điều. Hiệp thiên đài tức là hình trạng ngọc hư cung tại thế. Hiệp thiên đài do hộ pháp trưởng quản, tả có thượng sanh, hữu có thượng phẩm. Hiệp thiên đài gồm có 3 chi: chi pháp, chi đạo và chi thế. Hộ pháp là tổng trưởng hiệp thiên đài, kim chỉ huy chi pháp, dưới có bảo pháp, hiến pháp, khai pháp và tiếp pháp.
chi pháp lo bảo hộ pháp luật trong đạo, chẳng ai hành động qua luật mà hiệp thiên đài chẳng biết. Thượng phẩm chỉ huy chi đạo, dưới có bảo đạo, hiến đạo, khai đạo và tiếp đạo. Chi đạo lo về phần đạo nơi các tịnh thất xem sóc và bên vực chư môn đệ của Đức Chí Tôn nơi các thánh thất. Thượng sanh chỉ huy chi thế, dưới có bảo thế, hiến thế, khai thế và tiếp thế. Chi thế lo bảo hộ chư môn đệ của Đức Chí Tôn về phần đời. 12 vị bảo hiến khai tiếp gọi là thập nhị thời quân, đối hàm với thập nhị thời thần. Hiệp thiên đài còn có thập nhị bảo quân, tức là hàng lâm viện của đạo cùng nhiều chức sắc phụ thuộc khác như sĩ tải, luật sự, vân vân. Trên đây là sở dụng phàm trần của hiệp thiên đài. Về sở dụng thiên liêng, hiệp thiên đài là nơi Đức Chí Tôn và chư tiên Phật đến tiếp xúc với hội thánh. Hệ đạo còn, hiệp thiên đài vẫn còn. Điều hệ trọng là nếu không có hiệp thiên đài thì đạo không có xuất hiện. Trời đất qua, chớ đạo không qua. Nhân loại tuyệt, chớ hiệp thiên đài chẳng tuyệt. Hiệp thiên đài lại là nơi giáo tông đến thông công cùng tam thập lục thiên, tam thiên thế giới, lục thập thất địa cầu và thập điện diêm cung mà cầu siêu cho nhân loại. 3. Bát quái đài. Bát quái đài là nơi thờ phượng chư thần thánh tiên Phật cùng chức sắc và tín đồ quy vị cho trọn phép trời người hiệp nhất. Các đấng thiên liêng thờ phượng nơi bát quái đài là các vị giáo chủ của tam giáo ngũ chi cùng các vị thay mặt tôn giáo mà hành đạo trong buổi tam kỳ phổ độ. Cho nên cách thờ phượng sắp đặt nơi đây phải chủ về ý nghĩa tam giáo ngũ chi hiệp nhất. Cách sắp đặt ngôi thứ ra sao sẽ giải ở chương lễ nghi tế tự. Đã nói bát quái đài là hồn đạo mà Đức Chí Tôn vẫn nắm phần hồn và làm chủ bát quái đài thì đạo chẳng khi nào còn chịu dưới quyền phàm nữa. Cho nên Đức Chí Tôn đã nói không chịu giao chánh giáo cho tay phàm nữa là vậy. Cơ mầu nhiệm của đạo là do chỗ Đức Chí Tôn mở cửa bát quái đài cho các chân linh đã tự mình lập vị nơi cửu trùng đài vào tận bát quái đài mà hiệp một cùng thần thánh tiên Phật. Cửu trùng đài chỉ cách bát quái đài có một cánh cửa, như niết bàn cách phàm trần có một xác thân. Cánh cửa ấy nay đã mở thì cơ đắc đạo tại thế đã mở ra rồi vậy. Cửu trùng đài lo phần độ rỗi chúng sanh thì bát quái đài lo phần siêu rỗi. Tóm lại về sở dụng phàm trần, một bát quái đài nắm thiên điều làm cân thưởng phạt thiên liêng. 2. Cửu trùng đài do pháp luật mà hành đạo đặng độ rỗi chúng sanh. 3. Hiệp thiên đài lo bảo tồn pháp luật. Về sở dụng thiên liêng, một cửu trùng đài là ngôi vị thánh thần tiên Phật của Đức Chí Tôn sắp sẵn tại thế cho chức sắc thiên phong cùng chư tín đồ đoạt thủ. Cửu trùng đài tức là cửu trùng thiên tại thế. 2. Hiệp thiên đài là thiên môn mở rộng ra trước cả nguyên nhân trở về cửu vị và giúp cho cả quá sanh đến tranh đoạt phẩm vị thiên liêng. Ấy là cái ngõ hiệp các chân linh còn trong thế giới. Hiệp thiên đài là ngọc hư cung tại thế. Bát quái đài là tòa ngự của thần thánh tiên Phật dưới quyền chưởng quản của Đức Chí Tôn, tức là thiên triều là Bạch Ngọc Kinh tại thế. Cửu trùng thiên. Thượng giới, cõi tiên chia làm ba cõi là cõi thiên tiên, cõi địa tiên và cõi nhân tiên. Mỗi cõi lại pha phân làm ba tầng, cộng chung là chín tầng, gọi cửu trùng thiên. Cõi thiên tiên gồm có hỗn nguyên thiên, hư vô thiên, tạo hóa thiên. Cõi địa tiên gồm có phi thưởng tiên, hạo nhiên thiên, kim thiên. Cõi nhân tiên gồm có
Xích Thiên, Quỳnh Thiên, Thanh Thiên. Hỗn Nguyên Thiên có Lôi Âm Tự, Hư Vô Thiên có Ngọc Hư Cung, Tạo Hóa Thiên có Diêu Trì Cung.